Apple trang bị ốp lưng kiêm sạc. Hình ảnh về chiếc ốp lưng kiêm sạc cho loạt iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max vừa được hé lộ. Theo Macromos, hình ảnh ốp lưng kiêm sạc Smart Battery Case được phát hiện trong bản cập nhật iOS 13 mới nhất. Các hình ảnh các ốp lưng mà Macromos phát hiện có kích thước khác nhau. Vì thế, Apple sẽ phát hành các ốp lưng thông minh riêng biệt cho từng iPhone mới nhất. Về thiết kế, ốp lưng kiêm sạc cho iPhone 11 gần giống như phiên bản dùng cho iPhone XS, XS Max và XR ra mắt năm ngoái nhưng ốp lưng mới sẽ có phần cắt hình vuông để phù hợp với mô đun camera của iPhone ra mắt năm nay. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về việc Apple sẽ phát hành các ốp lưng kiêm sạc này cho iPhone 11. Nhưng năm ngoái, Apple đã ra mắt các ốp lưng cho iPhone, iPhone Max và iPhone XR vào tháng 1. Sau thời điểm ra mắt các thiết bị này, sự xuất hiện của hình ảnh ốp lưng cho iPhone mới trong iOS 13.2 cho thấy, Apple có thể phát hành các mẫu ốp lưng này sớm hơn, thậm chí trước cuối năm này.